Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên cho ra mắt tự truyện kể về hành trình 10 năm của cô. Ngay sau khi công bố, cô đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi mà không lâu trước đó, chính cô là người có phát ngôn về bản thân. Đó là mình chưa từng đọc hết một cuốn sách, tự truyện hay nhiều truyện. Được biết, cuốn tự truyện sẽ xuất hiện tại các nhà sách trong vài ngày tới. Ngoài tiếng Việt, tự truyện sẽ có phiên bản tiếng Anh. Dù sách chưa chính thức ra mắt, nhưng theo tác giả cuốn tự truyện, nhiều người sẽ sốc khi cầm trên tay cuốn tự truyện bởi thông điệp được viết trong đó. Nhiều ý kiến cho rằng, người đẹp Nam Định ra mắt cuốn sách này có thể là một chiêu trò PR nhằm thu hút sự chú ý của công chúng trước khi đi thi quốc tế. Ở tuổi 28 còn có thể nói là tuổi ăn tuổi ngủ nữa không? Với phát ngôn rằng, đến giờ này tôi chưa đọc hết một cuốn sách. Nhưng Hoa hậu mà khiến tôi thấy là thiếu tâm phục nhất, chả phục gì cả, thì đấy là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trình độ Hoa hậu cần phải được tính đến ngay sau khi nói đến nhan sắc. Vì tôi là một người lao động tiếng Việt, rất cật lực, rất gian khổ, rất công phu, suốt 29 năm. Tôi không thể không phẫn nộ. Cô ấy nói, cô ấy chưa đọc hết một cuốn sách, vì cô ấy là người thực tế, phải không ạ? Vậy thì những người đọc sách là những người ảo giác, hay là những người lãng mạn, hay là những người ngây ngô mơ mộng, lưng chừng rời không xuống đất. Việc ra mắt cuốn sách tự truyện khi vừa vướng vào tranh cãi về phát ngôn không đọc sách khiến nhiều người ngày càng cảm thấy nghi ngờ liệu đã dính bẫy truyền thông của nàng hậu này trong suốt thời gian qua. Hay đây là một nước đi táo bạo để thay đổi bản thân trong mắt công chúng. Chắc chắn chúng ta phải chờ cuốn tự truyện ra mắt cũng như sự thể hiện của cô trong thời gian tới như thế nào tại Miss Universe 2024. Cá nhân tôi không bài bác, không phủ nhận quyền ra sách của bất cứ công dân nào nếu cuốn sách ấy không vi phạm luật xuất bản. Nhưng cá nhân tôi thấy nực cười khi một hoa hậu nói không đọc hết một cuốn sách mà lại ra sách. Một điều nữa đó là tự truyện. Khi mà cô nói cô không đọc hết một cuốn sách, vậy cô chờ ai sẽ đọc sách của cô? Bạn ấy vốn có một cái quá khứ mà nhiều tai tiếng như thế và nhiều các cái phát biểu mà nó hơi bị quá lên như thế thì tốt nhất ngậm tăm, tốt nhất là không nói gì và tốt nhất là tự viết sách và đừng tuyên bố gì cả. Hãy để quyển sách ấy nó ra và nó sẽ thay mình để nói những lời mà mình muốn nói, không phải bằng lời nữa mà bằng chữ.